Một bác chủ nhà nọ cất công đi xe đạp về tận chợ sắt Hải Phòng để mua về nhà một chiếc ổn áp đã qua sử dụng. Nghe nói chiếc này vẫn đang còn chạy tốt lắm, chợ sắt Hải Phòng uy tín mà. Vừa về đến nhà, do bác mệt nên lên giường nằm. Lúc này anh ổn áp bắt đầu mới giơ cái ổ điện đường ra của mình ra để cho các thiết bị khác thao hồ mà xài. Vừa thoáng chốc, tất cả nào là ấm siêu tốc, bình nóng lạnh, điều hòa tivi, tủ lạnh, quạt cháy máy bơm, quạt con cóc máy bơm, rồi là cây vi tính, bóng điện, wifi nhảy vào hết để xài, không sót vào anh nào. Chỉ 15 phút sau, hình như chưa đến á, thì bác chủ nhà bỗng giật mình bởi vì có một mùi khét, không phải khoai nướng mà hình như đó là mùi khét từ chiếc ổn áp vừa mua về thì phải. Bác chạy ra đến nơi định cầm số nước nhưng mà quên, không dập điện bằng nước được. Bác bèn hỏi: "Này, lão quạt con cóc, nãy giờ có chuyện gì vậy?" Lão quạt con cóc tỏ vẻ kinh nghiệm, nói chậm rãi điềm đạm: "À, có gì đâu. Anh em chúng tôi cùng nhảy vào để lấy điện dùng. Thế nhưng mà tổng công suất của anh em chúng tôi á thì lớn hơn công suất có được của cái máy ổn áp đấy. Thế nên là bác chủ cho ý kiến." Bác chủ bảo: "Thôi được rồi. Bây giờ á, tôi giao nhiệm vụ cho lão quạt con cóc, tuy già yếu nhưng mà đã ở đây lâu lắm rồi, sẽ tổ chức cuộc họp để xem anh nào có thể dùng điện trực tiếp, không thông qua ổn áp. Lát nữa báo cáo lại tôi." Nói đoạn, bác chủ nhà đi vào giường ngủ tiếp. Lúc này, lão quạt con cóc bắt đầu cho các thiết bị dừng hoạt động và nói: "Thôi bây giờ như thế này, bây giờ sẽ lấy tinh thần xung phong. Đồ điện nào cảm thấy mình có thể dùng điện trực tiếp từ sau công tơ thì giơ tay." Lúc này anh ấm siêu tốc nói ngay: "Tôi có ý kiến, chẳng cần các bác phải bỏ phiếu hay bình chọn gì cả. Tôi xin phép là được dùng điện ngoài, bởi vì tôi có một cái dây may so. Điện khỏe thì tôi đun nước nhanh, còn điện yếu thì tôi đun nước chậm một chút có sao đâu." Nghe thấy nói vậy, anh bình nóng lạnh nói tiếp luôn: ấy không được, anh nói thế là không hợp lý. Tôi tuy cũng có dây may so, nhưng tôi cũng cần điện áp ổn định để tôi hoạt động chứ." Nghe thấy nói vậy, anh nồi cơm điện phía dưới bèn nói: "Các bác muốn suy nghĩ thế nào thì suy nghĩ. Ba anh em chúng ta có vẻ như giống nhau đấy. Nhưng mà tôi nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nấu cơm cho ông chủ ăn. Có những hôm điện yếu, nấu cơm bị chậm, ông chủ còn sút tôi một cái, tí bay mất cái nắp này." Nói đến đây, anh máy bơm bên cạnh nói: "Bác nồi cơm điện thì nấu cơm cho ông chủ ăn, còn tôi là cung cấp nước cho ông chủ. Hôm điện yếu, tôi quay vòng với tốc độ chậm hơn, nước lên chậm, tí ông chủ vào thay rồi đấy, chả sung sướng gì đâu các bác ạ." Nghe thấy anh nồi cơm điện và anh máy bơm nêu cao vai trò quan trọng của mình, anh âm ly: "Ôi, thưa các bác nói cũng có lý cả. Nhưng mà em là người cung cấp âm thanh để cho ông chủ hát karaoke và nghe nhạc cực căng cực chốt. Thế nếu mà em dùng điện ngoài mà lỡ nó có làm sao thì em bị ra quán đồng nát, các bác nói chuyện với ai?" Thế còn anh sạc điện thoại, anh sạc laptop và anh nguồn so chiếc wifi này im thin thít bởi vì giải hoạt động khá rộng. Đến đây, lão quạt con cóc nói: "Thôi được rồi, những ý kiến vừa rồi rất có lý. Xem ra anh ấm siêu tốc đã xin để dùng điện ngoài rồi. Tuy nhiên công suất của chúng ta vẫn đang lớn nhỉnh hơn công suất có được của chiếc ổn áp mới mang về. Bây giờ tôi mời anh tủ lạnh phát biểu ý kiến." Anh tủ lạnh cũng là người làm việc cần mẫn và liên tục, bèn phát biểu: "Thôi thế này các bác ạ, tôi mệt lắm rồi, nóng lắm rồi. Ban nãy tôi đã phải mở cánh tủ ra, các bác xem này, để nước chảy linh láng ra nền rồi, toát hết cả mồ hôi rồi. Mà nói thật với các bác, em cũng rất cần điện có ổn áp. Các thông cảm, thôi em không xin rút được. Các bác muốn làm thế nào thì làm. Em đây đây, trong ngăn của em này toàn hoa quả tươi, toàn đồ ăn để cho ông chủ ăn, quan trọng lắm các bác tưởng à." Sau lời phát biểu của bác tủ lạnh thì có vẻ các đồ điện đang im tịt. Lúc này một tiếng nhỏ nhẹ từ góc nhà, hóa ra đó là giọng của anh cây vi tính: "Em á thì nãy giờ nghe các bác nói hợp lý rồi, nhưng mà chúng em là thiết bị công nghệ cao. Các bác cố gắng là cho em một suất ổn định các bác ạ." Nói đến đây, lão TV ở trên tường nói thêm: "À đúng rồi đấy,
chúng tôi của hàng đống tiền, toàn những cái con chip nhỏ li ti thôi, điện mà không ổn á, chúng tôi mà cháy ra đấy á, ông chủ điên lên, ông chủ sẽ sút cho các bác một cái đấy, chả phải sướng đâu. Ngay cạnh, bác điều hòa cũng nói, đúng rồi, các bác nói điều đúng, nhưng mà tôi cũng cần điện ổn định lắm. Bây giờ anh em họ hàng nhà tôi á, trong này cũng bo mạch điện tử chứ các bác. Tôi mà dùng điện thất thường á, nó mà hư linh kiện nào á, ông chủ dỡ tôi xuống, cũng thay luôn đấy, cũng chẳng được ở bên cạnh với nói chuyện với các bác đâu. Và đến lúc này, đồ điện nào cũng có lý do ý kiến. Bác công tơ nói, thôi bây giờ như thế này, tốt nhất theo tôi ấy, là cắt giảm đi anh bình nóng lạnh, anh ấm siêu tốc, hai anh này dùng điện trực tiếp từ tôi, không qua cái tay ổn áp nữa. Các bác cho ý kiến có được không? Thấy bác công tơ vừa nói vậy, anh bóng điện lúc này mới nhỏ nhẹ. Đấy, em biết mà, bác công tơ lúc nào cũng nói đúng mà. Thấy nhì nhằng lâu quá, bác chủ nhà bật dậy, lao một cuộc họp, quát lớn. Thôi, các ông cứ im ngay đi không hử. Nắm mồm, bản có mỗi chuyện nhỏ mà mất 4-5 phút vẫn chưa xong. Tôi mà điên lên đấy, tôi sập cầu dao á, có mà nghỉ suốt luôn. Và lúc này, chính xác nhất đó chính là ý kiến của mọi người đang xem video. Mời mọi người thảo luận cho nó vui.